Thưa quý vị và các bạn, ngay ngày đầu triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Công an huyện Kim Động đã phát hiện bắt quả tàng 2 đối tượng tàng trữ trái phép 16,2 kg pháo nổ. Cụ thể, đêm 14 tháng 12 tại thôn Thổ Cầu, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tổ công tác của Công an huyện Kim Động kiểm tra phát hiện Lưu Quang Sơn sinh năm 1984 và Đoàn Đình Dân sinh năm 1990 đều trú tại xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đang có hành vi tàng trữ 9 hộp giấy hình trụ bên trong nghi chứa pháo nổ. Qua giám định, xác định số chất trong hộp giấy thu được là pháo hoa nổ trọng lượng hơn 16 kg. Đấu tranh khai thác, Sơn khai nhận đã chở dân đi mua số pháo trên để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Sơn và Dân để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.